thiệu đây là dòng sản phẩm kem ủ tóc có tên gọi là Vino Hand của Nhật Bản chính hãng. Chứa thành phần serum cực kỳ cao cấp, giải quyết 6 vấn đề thường gặp ở tóc. Hoa thì ngọt ngào và thơm mát, nữ tính và giữ ẩm cho tóc cực kỳ sâu, cho tóc dễ dàng hấp thụ những cái dưỡng chất và trở nên mềm mượt hơn, khỏe mạnh, bông bềnh và tràn đầy sức sống. Dưỡng chất hỗ trợ tình trạng xấu, hư tổn, khô rối. Chúng ta hay sử dụng những cái hóa chất này hoặc là uống nhuộm duỗi sấy đó, này đem lại một cái vẻ đẹp khỏe mạnh cho tóc, khiến cho bạn trở nên luôn là tự tin, tỏa sáng với mái tóc đẹp, chắc và khỏe, và lại hoàn toàn tự nhiên nữa, giúp cải thiện đi tình trạng hư tổn ở tóc. Sử dụng em này thì cực kỳ đơn giản, có thể sử dụng kem ủ Fino này để cho dầu xả hàng ngày, là ủ lạnh sau khi mà gội đầu đã sạch, không mang lại cho bạn một cảm giác mái tóc bồng bềnh. Khi mà chúng ta sử dụng cái em ủ tóc Fino này một tuần một lần thôi, mang lại vẻ đẹp sáng bóng, khỏe mạnh, mượt mà cho mái tóc. Mỗi lần ủ em này thì chỉ cần 30 phút thôi. Cái ủ tóc Fino này của hãng Shiseido sản xuất trên dây chuyền công nghệ